rất vui khi gặp lại tất cả quý vị thân yêu của chương trình Sứ Mệnh Đàn Ông được phát sóng trên kênh VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam trong khung giờ quen thuộc. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ khách mời quen thuộc, đó là Thạc sĩ tâm lý Vũ Kim Ngọc. Dạ em chào chị. Chào em Diễm Hương, kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Trước khi mà chúng ta có thể bàn về chủ đề ngày hôm nay thì em sẽ mời chị Kim Ngọc cũng như tất cả quý vị khán giả hãy cùng xem tiểu phẩm ngày hôm nay, xin mời. Anh đợi em có lâu không? Không, anh mới tới à. Ủa mà có việc gì vậy anh? Sao tự nhiên em thấy anh căng lắm nha. Em chờ anh chút. Cái gì nữa đó? Em giữ giùm anh đi. Tiền đâu mà nhiều dữ vậy anh? Đây là tháng lương đầu tiên của anh đó. Anh nhận lương rồi hả? Đúng rồi. Thôi mừng vậy. Ủa mà sao anh nhận lương nhiều vậy? Thôi, đây á chỉ là 2/3 thôi, còn cái phần còn lại là anh cất ở đây nè. Mà anh cất làm gì? Thì anh để dành đó, anh dắt em đi ăn. Chứ anh giữ hết rồi lúc đó anh xài hết trơn rồi không để dành được rồi sao? Thôi, hôm qua anh mới dắt em đi ăn rồi, giờ dắt gì nữa? Anh nói cho em nghe nè, sơn hào hải vị thì ngay bây giờ anh không có. Nhưng mà nói thiệt nha, cháo lòng, hủ tiếu, bánh canh, bánh ướt, chè thương gì là anh bao cho em mỗi ngày, bao suốt đời luôn cũng được. Thiệt không? Anh nói thiệt chứ bộ. Em nói giỡn thôi chứ em ăn gì mà không được. Đi. Nói nghe nè, anh nói thiệt với em nha, anh sẽ cố gắng anh làm tốt công việc của mình. Sau này mà được thăng chức nha, lương mà tăng cao rồi đó, anh dành đủ tiền, anh qua anh hỏi cưới em. Thôi kỳ quá. Phải tranh thủ cưới liền. Bây giờ phải biết làm ăn có chí hướng, có tương lai đàng hoàng. Rủi em bỏ anh rồi em đi theo người khác rồi sao? Nói vậy nha. Trời. Em không có vậy à. Chứ mệt, sao vậy? Mệt quá. Anh cứ lo xa không. Anh sẽ tích góp nha, đủ số tiền là 100 triệu á, anh qua là anh hỏi ba mẹ em xin cưới em liền luôn. Hỏi em trước chứ, hỏi ba mẹ em làm gì? Nè nè, bây giờ em coi cái này cho em. Anh có cái này cho em coi nè. Đâu có tiêu rồi. À, ở bên kia, Đâu rồi. Nè, coi đi. Sổ tiết kiệm hả? Ừ. Làm gì? Thì phải là có sổ tiết kiệm. Phải để dành đi là... làm bao nhiêu tiền bỏ trong đó, lúc nào đủ tiền rồi anh hỏi cưới em. Là bây giờ anh đã chuẩn bị sổ tiết kiệm để cưới em rồi đó hả? Đúng rồi, anh mới làm hôm qua luôn á. Ôi. Vui không? Vui quá à. Ừ. Thôi, ôi, bây giờ mình bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ em đói bụng không? Anh dắt em đi ăn nè, muốn ăn gì? Em ăn gì cũng được hết á. Vậy thôi ăn bún bò đi, bún bò em thích lắm á. Thôi, bún bò ngán lắm em không ăn đâu. Ờ, vậy thôi ăn khô bò để cho đỡ ngán. Đang bị đau răng, không ăn khô bò. Vậy thôi ăn chè Thái, ăn sinh tố đi. Ủa mình chưa ăn gì mà tự nhiên đi ăn chè Thái là sao? Vậy chứ em muốn ăn gì? Em ăn gì cũng được hết á. Trời, bài toán này hơi khó đó nha. Thì chừng nào anh giải được đi, rồi em làm vợ anh. Thôi, đi ha. Ôi, em ước gì em có bạn trai như vậy ghê á chị. Đó là ước mơ không phải của chỉ riêng Diễm Hương mà của tất cả chị em phụ nữ đúng không ạ? Ừ. Tại sao như vậy? Tại sao một người phụ nữ hay là rất nhiều cô gái sẽ rất mong muốn có một người bạn trai hoặc có một người chồng là sẽ tự nguyện đưa sổ tiết kiệm hoặc tất cả số tiền anh ấy kiếm được về cho mình giữ chị? Thật ra là như thế này, với một cái chàng trai như vậy á thì các cô gái sẽ rất là thích. À, bên nhà vợ cũng sẽ rất là thích, nhưng mà bên nhà chồng thì không thích. Và những cái người đàn ông khác thì sẽ kiểu gì cũng dè biểu, đúng không? Thế thì tại sao mà bên nhà vợ và bên cô gái sẽ thích điều đó? Thì bởi vì một cái người đàn ông mà họ yêu thương thật lòng chúng ta thì họ sẽ thể hiện ra bằng cách rằng là họ rất đầu tư. Tức là tự nhiên một cái bản năng của người đàn ông á, thật ra đứng ở một cái góc độ nào đó thì đàn ông có nhiều cái góc trong trái tim của họ lắm. Thì tiền bạc, danh vọng nó cũng là một cái mà thể hiện được cái bản lĩnh của đàn ông. Nên khi đàn ông họ được chi tiền, được đầu tư cho cái người phụ nữ họ yêu thương thì họ cảm thấy rất là tự hào. Và người phụ nữ cảm thấy rằng người đàn ông mà đầu tư cho mình thì mình giống như mình được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy đó. Cái thứ hai là khi mà một người đàn ông để dành tiền hoặc là đưa tiền cho mình thì cái cảm giác an toàn người phụ nữ sẽ có được là không có lo anh ta lấy cái tiền đó để mà làm những cái thứ khác. Mà quan trọng là chị thấy đại đa số nha, chứ không phải là tất cả, đàn ông họ sẽ không giữ tiền tốt bằng người phụ nữ. Và một người đàn ông mà họ
thể hiện cái sự yêu thương dành cho người phụ nữ ở chỗ là thậm chí là họ sẽ coi người phụ nữ rất quan trọng, là người mà họ chia sẻ. Nên khi họ có tiền bạc, họ cũng sẽ nghĩ tới người phụ nữ đó ngay từ đầu. Nên nhiều người phụ nữ họ sẽ căn cứ trên cái cách tiêu tiền, cái cách chi tiền cho người phụ nữ là một trong những cái tiêu chí để họ đánh giá được cái tình yêu của người kia dành cho mình. Nên trong gia đình cũng vậy, nếu như mà người đàn ông không để cho vợ mình giữ tiền á, thì người phụ nữ đó sẽ cảm thấy rất là bất an. Và ở góc độ nào đó thì đàn ông giữ tiền cũng không tốt bằng phụ nữ. À dạ. Nhưng mà ở đây có một cái câu hỏi và cũng sẽ có rất nhiều người đàn ông, và em hẳn nhiên có một người bạn sẽ lập tức biện minh ngay rằng là ô, không phải là không đưa tiền là không yêu thương, mà họ sẽ nghĩ rằng người phụ nữ là họ yêu thương là họ sẽ chiều, hoặc là trong cái khả năng của họ. Nhưng bản thân họ tìm được tài chính, họ tìm được cái kinh tế đó, đó là sức của họ và họ không muốn san sẻ hết. Và em cũng nghĩ rằng nếu như chị em mình nói như thế này, sẽ có rất nhiều người vợ, rất nhiều người phụ nữ sẽ cảm thấy chạnh lòng rằng là ôi có bao giờ ông đưa tiền cho tôi đâu, rồi đâm ra gia đình hụt hẳn. Thì chị nghĩ rằng đâu mới gọi là thực sự đúng đắn giữa cái việc đưa tiền hay không đưa tiền? Và trong cái câu chuyện tiểu phẩm của chúng ta thôi, thì chị đánh giá như thế nào về một người đàn ông mà đã dám đưa cái sổ tiết kiệm và có một cái suy nghĩ rất là xa là đầu tư để dành tiết kiệm để cho tương lai của hai người? Mới ngày hôm qua chị vừa mới tư vấn một cái ca, tức là anh bạn này từ du học từ nước ngoài về và hiện nay là đang làm việc rất là tốt. Nhà anh ta lại là cha mẹ đều làm về luật nên mọi thứ đồ nó phải rất là rõ ràng, nên anh ta và người mẹ của mình đã ngồi xây dựng nên bộ tiêu chí sau khi anh ta lập gia đình thì tiền bạc trong gia đình sẽ quản lý như thế nào, quỹ góp chung và chia ra như thế nào, và bên cạnh đó là gì, tài sản cha mẹ cho cả hai bên thì sẽ hai bên không được can thiệp. Hai mẹ con ngồi làm ra cái bộ tiêu chí đó. Thế là anh này ảnh đi, ảnh gặp cô bạn gái và ảnh muốn đến với hôn nhân. Và ảnh nói tất cả những điều đó với cô bạn này. Anh nói rằng là chúng ta sẽ góp tiền chung, và bên cạnh đó chúng ta có quỹ riêng để chúng ta tiêu xài, và chúng ta dành ra một cái khoản để mà chúng ta lo cho gia đình hai bên. Rồi trong những cái giấy tờ nhà cửa đó đều phải rõ ràng hết, của ai người đấy hưởng. Và cô bạn này nghe xong thì đồng ý. Nhưng mà sau một thời gian thì cô bạn này lại không chịu và bảo rằng là anh không yêu em. Đó. Thì anh chàng này anh rất là khó chịu, bởi vì đứng ở một góc độ nào đó anh ta từ nước ngoài về nên sẽ ảnh hưởng cái tư tưởng là xe chia đôi của người nước ngoài. Cái thứ hai mình phải thông cảm rằng gia đình anh ta là luật nên là mọi thứ nó là hợp pháp rõ ràng. Anh nói rằng xét về góc độ cuối cùng thì cái điều đó tốt cho cô gái mà. À, khi mà mọi thứ rõ ràng như vậy thì người phụ nữ sẽ không bị thiệt thòi. Nhưng cô gái này thì lại sống rất là cảm xúc. Cảm xúc như những gì nãy giờ chị em mình chia sẻ đó. Thật ra một cái người đàn ông á, mà họ không có đưa tiền cho vợ á, thì có người người ta nói rằng có thể có hai nguyên nhân. Một là anh ta không yêu và không tin tưởng người phụ nữ này. Hai là bởi vì bản tính anh ta là người keo kiệt. Và mà nếu là bản tính rồi thì rất là khó sửa. Nên ở đây một chàng trai mà theo quan niệm của chúng ta, đứng ở góc độ người nữ, người yêu của đàn gái thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là tuyệt vời. Nhưng đứng ở một cái góc độ khác, ở những người bên phía đối lập thì họ sẽ không có thích chuyện đó. Nên nó nằm ở cái quan điểm, và một người thì đi về lý trí và một phía là phía nữ thì lại đi nhiều về cảm xúc hơn. Dạ vâng, đó là những cái lý luận, những cái chia sẻ của chị em của chúng ta. Nhưng mà rõ ràng là tiểu phẩm ngày hôm nay chưa hết. Cho nên mời chị Kim Ngọc cũng như là tất cả quý vị khán giả hãy cùng theo dõi tiếp tiểu phẩm ngay sau đây. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn ơi, anh Tuấn, anh Tuấn ơi. Loan, có chuyện gì vậy em? Mẹ của em bị tai nạn. Trời, bà bác có làm sao không? Bác nằm bệnh viện nào? Để em chở em đi liền nha. Ba của em chở mẹ em vô bệnh viện rồi. Nhưng mà bây giờ em qua hỏi anh là anh có tiền không? Tiền ha? À, có. À, bây giờ 3 triệu đủ không em? Không, bây giờ bác sĩ nói là phẫu thuật cột sống là phải 100 triệu. Trời ơi, 100 triệu sao anh tiền đâu mà lo đủ được em? Thôi. Sao bây giờ ta? Anh hỏi bạn bè anh có ai cho mượn được không? À, khoan khoan, em bình tĩnh nha, chờ chút xíu. Dạ alo, anh Hưng hả? Em Tuấn nè. Bây giờ anh có tiền không? Anh cho em một chút ít được không anh?
Dạ dạ, cảm ơn anh. Sao anh? Được không anh? Khoan khoan, để anh hỏi chị Linh thử coi. Alo, chị Linh hả? Chị ơi, chị có tiền không chị, cho em một chút ít được không chị? Em đang cần gấp dữ lắm. Dạ. Dạ dạ, em cảm ơn chị. Dạ dạ. Được anh. Không ai có tiền cho anh mượn hết em ơi. Bây giờ làm sao anh? Không có tiền là mẹ em chết. Anh ơi, giúp em đi anh. Em bình tĩnh, em bình tĩnh. Để anh suy nghĩ coi. Loan, chờ chút xíu. Anh có cách rồi. Cách chờ gì chút vậy? Xíu nha. Đây nè, em cầm đi. Nhưng mà cái này là anh tiết kiệm để mà... Không có sao hết á. Bây giờ á, chuyện cấp bách đang cần là lo cho mẹ em. Trong đây cũng có số tiền tiết kiệm của em nữa. Lo mạng người là trên hết. Đi đi, em đem vô ngân hàng em. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Ủa, Hiền. Ủa, chị Lan. Chào em. Ủa, làm gì đầy đủ nhẹ hết trơn vậy? Chị có công việc. Em qua đây có chuyện gì không? Có chứ. Qua đây tính nhờ hai chút chuyện. Thôi bây giờ có chuyện gì á, ở đây chơi xíu đi. Anh với chị lo đi công chuyện chút xíu ha. Ê, hả? Tự nhiên mới tới đi đâu vậy? Em đang có chuyện gấp lắm, em nói thiệt. Nhưng mà chuyện gấp là chuyện gì? Em cứ nói cho anh nghe. Vậy thôi, Hiền ở chơi nha. Chị có công việc chị đi gấp. Ơi, khoan. Gì vậy? Cái gì vậy? Cái này... Anh hai hay thiệt luôn á. Đúng là anh em mình thần giao cách cảm nha. Anh biết em có chuyện là anh lấy sổ tiết kiệm ra trước không? Nhưng mà cái sổ tiết kiệm này là của anh. Nhưng mà phải đang cần cho chuyện gấp. Em tự nhiên nói sổ tiết kiệm thì, anh chi? Thì đúng rồi, cần chuyện gấp là em đang gấp lắm luôn á hai. Trời ơi, có chuyện gì mà gấp đâu bây giờ. Dạ. Anh nói cho em nghe nè. Mẹ của Loan á, mới bị tai nạn giao thông rồi phải phẫu thuật cái cột sống. Bây giờ anh phải đem sổ tiết kiệm ra ngân hàng. Anh lấy tiền ra để mà anh lo cho bác chứ. Nhưng mà thôi, bác bị phẫu thuật nhưng mà bác chờ được. Đúng không? Không em ơi. Chờ mấy ngày nhưng gấp mà lắm. Hai, nhưng mà em bây giờ em không chờ được. Em hôm nay là em chết. Em đang cần bao nhiêu? Em cần 70 hả? Trời đất ơi, 70 triệu. Em làm gì mà tới 70 triệu như vậy? Trời, em nói hai, từ em nói nghe nè. Không phải là em mượn 70 đâu, em đâu có ngu dữ vậy. Em mượn có 30 mà tự nhiên nó ăn lời lên 40 chứ bộ. Trời ơi, vậy là em đi vay nặng lãi hả Hiền? Thì hả? Em làm gì mà vay nặng lãi 70 triệu lận hả? Thì tại xui. Nói thiệt, tại xui. Xui là xui làm sao? Nói cho anh nghe. Tại do lúc đầu là đáng lẽ đang thắng. Em nói hai nghe, hai bình tĩnh, hai nghe em nói nha. Em đang thắng. Đang thắng mấy ván luôn. Cái liên tục vậy đó, sắp có tiền mình trả nợ cho ba mẹ mình rồi. Ê, tự nhiên cái... Tự nhiên thua. Rồi giờ đi mượn nợ. Thiếu nợ, thiếu nợ tùm lum. Em nói thiệt hai, anh giúp đã em nói với em bao nhiêu lần rồi là lo tu chí làm ăn đàng hoàng đi. Suốt ngày em cứ cờ bạc thiếu nợ rồi qua đây mượn tiền anh. Mà mấy lần em mượn có trả tiền cho anh không? Em tu chí mà. Bây giờ em nghe anh nói rồi nè. Đó, bây giờ không lo tu chí làm ăn, lo gây nợ. Bây giờ để cho người ta phải là lúc nào cũng là chủ nợ. Vài bữa nghe chủ nợ là dí em, vài bữa kia cái chủ nợ cũng dí em. Mà dí tới chừng nào nữa hả? Hiền ơi, em giúp chị lần này đi Hiền. Bây giờ chị cần số tiền này gấp lắm Hiền. Dạ, em cũng lại chị luôn á chị. Em cần cái số tiền này hơn chị á. Bây giờ á, mẹ chị không mổ hôm nay á, mình cũng đợi được ngày mai sao hôm kia. Bây giờ em bước ra cái cổng này cái là tụi nó chụp em. Cái đó là hậu quả của em, nói cho em biết. Cái chuyện là người ta bệnh nào, người ta tai nạn giao thông nè, là mạng người là quan trọng. Mạng em là cờ bạc nợ nần, em bắt anh là phải lấy tiền tiết kiệm anh ra trả nợ là sao? Hai ơi, em là em gái ruột của hai đó, bây giờ hai không giúp em đúng không? Nhưng mà em bao nhiêu lần rồi hả? Những lần trước em mượn tiền anh không có trả không? Thì từ từ em trả, nhưng mà bây giờ em gấp lắm. Bây giờ bước ra một cái là em chết đó, giờ hai không giúp em đúng không? Bây giờ hai chỉ giúp người ngoài đúng không? Em làm gì em làm đi. Anh nói cho em biết cái sổ tiết kiệm này nè, cũng có tiền của Loan trong đó nữa chứ không phải của mình anh không đâu. Thôi đi đừng có xạo. Làm như tôi không biết là tiền của anh vậy đó. Anh cho cái bà này anh nói đại đi. Bày đặt nói là tiền của hai người này kia hả? Làm như tôi không biết vậy. Em làm gì em làm. Cái đó mọi chuyện là hậu quả, em tự em gánh lấy. Bây giờ tôi sắp chết rồi đó, anh không lo cho tôi hả? Em chết thì em chết đi. Trời, anh là anh tôi mà nói chuyện kiểu đó. Chị giờ tôi cái gì? Chị xin lỗi em. Đừng có xin lỗi gì hết trơn á. Em đừng có hổn nha. Từ đây về sau
tôi với anh coi như là tuyệt giao đi. Anh để tôi chết ở ngoài đường cũng được. Mà tôi nói anh biết nha, chưa biết ai hơn ai đâu. Anh làm anh tôi mà anh vậy đó, đi theo người này luôn đi. Thì... em xin lỗi em. Thôi kệ nó đi em. Bây giờ cái điều quan trọng nhất á là mình phải lo cho bác mổ cục sống cho xong. Anh xin lỗi em. Mình đi đi anh. Không sao đâu. Đi cho kịp anh. Thôi được rồi, tôi đi nha. Trong cái câu chuyện này em thấy người đàn ông này họ rất tỉnh táo, họ biết phân tích được rõ ràng rằng là đâu là trường hợp mình nên đầu tư. Chị có đồng ý điều này không ạ? Hãy nhìn ở một cái góc độ khách quan nào đó đi. Thì cái anh chàng này ảnh dạy gái. À vậy đúng hả? Không? Ảnh để dành tiền để ảnh làm đám cưới. Và đúng như cái cô em của ảnh á, bảo rằng tại sao đem tiền đi cho gái, em của mình đang cần tiền mình không đưa, bao nhiêu đem hết cho nhà bên kia. Đúng không? Và trên thực tế cũng không thiếu những trường hợp là những chàng trai yêu và tin tưởng những cô gái, bao nhiêu tiền cũng đưa những cô gái đó hết, và tới một cái kết cục buồn đó là gì, cô gái đó phản bội. Thì em có thấy là cái lúc đó là nó mất trắng không? Đó, thì lúc mà chị coi thì chị nghĩ tới cái chuyện đó. Tức là cái tình huống này là cô gái này rất chung thủy nên mối tình của hai người này là đẹp. Nhưng trong thực tế có những cái mối tình không đẹp như thế thì sẽ như thế nào? Thì thật ra là như thế này. Khi mà chúng ta yêu ai đó thật lòng, cho dù chúng ta đã đưa hết tiền, hết mọi thứ cho người đó, và cho dù người đó có bội bạc chúng ta đi chăng nữa, thì cái mà chúng ta có được đó là gì? Chúng ta đã làm hết sức mình. Đó, thì cũng sẽ không có gì để mất, bởi vì đâu đó sẽ có những người họ đánh giá rằng là ngu đem tiền cho gái rồi mất hết vân vân. Và có nhiều người sau những cuộc tình như thế thì họ sẽ có một cái thái độ là hậm hực, hận đời, thù đời. Thì thật ra một cái thái độ là gì? Chúng ta yêu và chúng ta đã sống trọn cho tình yêu với cái niềm tin của chúng ta. Nhưng mà nếu mà câu chuyện chúng ta có một cái sự gọi là tỉnh táo, đặt tình và nghĩa nó cân bằng để chúng ta dàn xếp chuyện đó, thì em nghĩ chúng ta sẽ đạt được một cái điều mà chúng ta mong muốn trong hôn nhân đó. Thông qua cái việc để dành tiền, xử lý để mà đầu tư cái tiền đó vào đâu, thì đã thể hiện được cái tính có kế hoạch, biết đặt mục tiêu và biết cân nhắc. Nên với một cái người như vậy thì chị nghĩ rằng cái tương lai của cô gái này nè, trong đời sống hôn nhân sẽ gặp nhiều cái khó khăn, thì ảnh sẽ là người để cho cô này nương tựa. Và rõ ràng khi mà gặp cái mối quan hệ với bên nhà chồng thì rõ ràng là cái anh chàng này ảnh là cái người đứng cho cô này, chở che cho cô này để cô này không bị vướng vào những cái mâu thuẫn đó. Dạ, và một câu hỏi cuối mà em muốn dành cho chị đó là khi mà anh này ảnh đưa tiền của mình dành hết toàn bộ cho cái việc là phẫu thuật cho mẹ của cô gái mà không đưa tiền cho gia đình của mình, thì chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự chỉ trích từ phía gia đình mình, mẹ mình, em mình, cả bạn bè mình nữa. Thì lúc này tâm lý của người đàn ông sẽ phải làm gì để đối mặt với chuyện này, trong khi họ chọn một cái hành động là đúng đắn đó chứ? Nên hồi nãy chị mới nói với em đó, tức là ảnh đã thể hiện được cái bản lĩnh của ảnh, nên sau này cô này sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi vì chính vì cái hành vi đó của ảnh đó mà sẽ gây nên một cái xấu, cái tiếng xấu cho cô này. Và nói chung cô em nhà chồng mà sẽ có nói xấu và cái ác cảm làm cho cô này sẽ gặp khó khăn. Nhưng chị tin rằng với cái bản lĩnh của chàng trai này thì sẽ giúp cho cô này vượt qua được những cái khó khăn đó để mà ghi điểm trở lại. Rất cảm ơn sự tham dự chương trình của chị ngày hôm nay ạ. Cảm ơn em vì cái cuộc trò chuyện vui vẻ này. Rất cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình. Dạ vâng, với những chia sẻ vừa rồi của thạc sĩ tâm lý Kim Ngọc cũng như là những chia sẻ vui của Diễm Hương, Hương hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả sẽ yêu thích chương trình Sứ Mệnh Đàn Ông hơn nữa nha. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị khán giả, và đến đây cho phép Diễm Hương cũng như là thạc sĩ tâm lý Kim Ngọc xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.